Thùy thấy hơi buồn cười một chút xíu rằng là Lan Phương chạy lên và chỉ cho thí sinh của đội Hoàng Thùy như vậy. Cô ấy nên dành thời gian để chỉ cho thí sinh của đội mình nhiều hơn. Em biết sao không? Em chưa có điều chỉnh được cái hơi thở của em nào, em rất là mệt. Mới đánh có 3 phút thôi mà thấy em mệt quá trời. Thùy, đây là cái thử thách của Thị Phạm cho nên Thùy cứ đứng đó nghe thôi. Tiếp tục đi em. Cho nên nãy giờ là những cái động tác cũng như cái biểu cảm của em nó quá gợi cảm chứ không phải là động tác nhảy cái. Lan Khuê ngồi ở đây thì Lan Khuê nói cho Minh Tú nghe được, làm sao Lan Khuê thấy được cái thái độ của bạn Khuê khi làm cái này. Bởi vì cái người run thử thách này là Khuê, nghe Khuê nói. Ok, nhưng mà nói là Quỳnh logic, đúng không? Vấn ngồi ở đây thì làm sao thấy được trạng thái của bạn mà hay là mình nói đã chưa nào? Nói, mình chưa nói. Khi mà các bạn lên đây, tôi muốn được xem các bạn trình diễn nhiều hơn. Phần posing của các bạn có 3 dáng đúng không? Và khi mà các bạn xoay lại và các bạn posing một lần cuối lâu hơn tất cả những độ còn lại. Đấy là cái điều mà làm tôi thích. Anh có biết rằng một người mẫu từng khoảnh khắc trên sàn catwalk đều là khoảnh khắc posing chứ không phải là cái việc dừng ở đầu đường băng hay cuối đường băng dừng lại. Mọi khoảnh khắc, từng cử động, từng bước chân đã là tạo dáng. Có một điểm chị muốn lưu ý là cả 4 thành viên của team Hoàng Thùy, đó chính là khi mà bước ra lúc nào cũng sẽ có một cái điểm dừng. Em phải chắc chắn rằng xác định cái vị trí mình đứng và pose. Chưa đến cái điểm dừng đã bắt đầu lướt qua, nhìn sẽ rất loạn choạng. Và rõ ràng lúc đó em hơi loạn choạng và tay em bắt đầu hơi lúng túng. Thùy thấy hơi buồn cười một chút xíu rằng là Lan Phương chạy lên và chỉ cho thí sinh của đội Hoàng Thùy như vậy. Cô ấy nên dành thời gian để chỉ cho thí sinh của đội mình nhiều hơn. Cho nên nãy giờ là những cái động tác cũng như cái biểu cảm của em nó quá gợi cảm chứ không phải là động tác nhảy cái. Lan Phương ngồi ở đây thì Lan Phương nói cho Minh Tú nghe được, làm sao Lan Phương thấy được cái thái độ của bạn khi làm cái này. Bởi vì cái người run thử thách này là Phương, nghe Phương nói. Ok, nhưng mà vấn nói đề là Quỳnh logic, đúng không? Vấn ngồi đề ở đây thì làm sao thấy được trạng thái của bạn mà hay là mình nói đã chưa nói, mình chưa nói. Hồi nãy chị muốn thấy cái thử thách của mình là quảng bá thể thao. Quảng bá thể thao cho nên cái tinh thần thể thao rất quan trọng, là tinh thần mạnh mẽ, tinh thần của một chiến binh. Vất vả, khó khăn, chị muốn được nhìn thấy cái điều đó. Thế nhưng mà có vẫn có sự quyết tâm ở đó. Cái sự gợi cảm của em nó thể hiện ở thần thái, ở cái cách mà em quyết tâm cố gắng để đạt được cái mục tiêu của mình, chứ không phải là vì em cố gắng thể hiện là mình gợi cảm như thế nào. Cái cách em bước vào, em cứ bước vào như một cái người đang quyết tâm sẽ chinh phục được chiếc máy tập này. Chị nghĩ là em bớt lại một chút xíu. Bớt lại một chút xíu. Làm rất là tốt, nhưng mà em bớt lại một chút. Vậy thì em nghe lời hai chị, em bớt lại một chút. Em nghe điều đó và em tiếp thu. Nhưng đừng để điều đó làm mất cái tâm lý cũng như cái tinh thần của em. Nhiều khi đó là một chiến thuật. Thì có một cái mẹo chị chỉ cho mọi người để cho cái ánh mắt của mình nó trở nên mạnh hơn. Thì mọi người thử nhướng thử cái thái dương được không? Nhướng cái thái dương, hơi nhíu mắt lại, hơi nhíu mày nhướng lên. Đó, và mình sẽ nhìn một cái điểm, thật là tập trung vào một điểm. Đó, rồi cơ hàm, để cho nó mạnh hơn thì mình có thể cắn nhẹ cơ hàm. Đó, hơi mím môi lại, cắn nhẹ cơ hàm. Mắt tập trung vào một điểm, lông mày và thái dương hơi nhếch lên. Thì đó, thì mình nhìn sẽ rất là mạnh. Em biết sao không? Em chưa có điều chỉnh được cái hơi thở của em nào, em rất là mệt. Mới đánh có 3 phút thôi mà thấy em mệt quá trời. Thùy, đây là cái thử thách của Thị Phạm cho nên Thùy cứ đứng đó nghe thôi. Tiếp tục đi em. Nhớ đấm là đừng có thụt tay về sau mà đấm, mà là phát đấm thẳng luôn. Đừng có đưa tay về sau là đấm nha. Đấm rồi đá. Đấm ngang. Nhiều biểu cảm lên, ví dụ như em ghét chị em thấy mất cái mặt chị đó, đúng rồi, biểu cảm nhăn mặt lên, đúng rồi. Chứ nãy giờ em chỉ có một kiểu đấm gì chị? Bỏ nhiệt đúng rồi, đấm mạnh lên, đá luôn. Đấm nhưng mà mặt phải tự tin, đấm mà đi đánh đấm đài mà không có tự tin. Đó, đúng, và cái thần thái kìa. Đúng rồi, đấm mạnh lên. Đội ở Lan Khuê thì chỉ có thể hiện những cái cú đấm boxing và tất cả các bạn đều giống nhau ở một thế và một góc mặt mà không hề có câu chuyện. Chị nghĩ rằng là em nên hạn chế cái phần tay của em vì cái khuôn mặt của em về cơ bản rất là đẹp. Em, cái cổ, cái phần cổ là cái phần quan trọng nhất. Em nhìn nè, cái tấm hình của em nó bị rụt cổ, bị mất cổ rất là nhiều. Thẳng lưng lên. Đó, vươn cổ dài ra. Đúng rồi, cái góc mặt của mình. Và em nhớ là em thử quay 2/3 mặt nha. Tại vì gương mặt cận cảnh thì nó hơi to, hơi tròn. Đúng rồi, vén tóc ra, vươn dài cổ ra. Lan Khuê có vẻ như là hơi vội vã một chút khi mà thể hiện bản thân mình quá nhiều trước tất cả các thí sinh. Bây giờ
chị sẽ chia sẻ cho các bạn một chút những cái bí quyết nho nhỏ của việc làm cách nào để các bạn bước ra từ chiếc xe ô tô duyên dáng nhất, chỉnh chu nhất. Bởi vì lúc đó cái mà các bạn đem đến cho mọi người chính là tôi luôn luôn hoàn hảo, luôn luôn chỉnh chu cho mọi hoàn cảnh và mọi tình huống. Và chính điều đó sẽ giúp cho các bạn có được cái thần thái cũng như sự tự tin để có thể tỏa sáng. Trước đây mình đã có nhiều lần thay đổi trên ô tô và mình cảm giác như mình có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để mà hoàn thành tốt phần thi sắp tới. Không cần phải có kinh nghiệm quá nhiều vì mình chỉ cần làm sao cho nhanh, cho tốt và bước xuống xe hơi thì thần thái mình phải tốt là được rồi. Không gian trong chiếc xe ô tô nó khá là chật. Mình phải loay hoay như thế nào để có thể thay được trang phục rồi chỉnh chu lại make up cũng như tóc. Nó sẽ khá khó khăn cho các bạn. Sau khi các bạn đã thay đồ xong, các bạn sẽ tranh thủ ngắm mình lại trong gương một chút xíu. Thường là những chiếc xe cánh cửa nó khá là nặng, cho nên nhớ tay đẩy thật mạnh ra để tạo khoảng trống cho mình bước ra. Để lên duyên dáng bước ra cười. Có một cái mẹo nhỏ như thế này. Những chiếc váy ôm khi mà mình ngồi đứng lên thường sẽ có những cái nếp nhăn khi mà bước ra nhé. Ăn gian chút xíu, vuốt nhẹ. Mình có thể tạo những cái dáng ôm nhẹ vào hông như thế này, nhưng mà thực ra mình đang ăn gian để kéo cái váy xuống. Chị Lan Khuê có rất nhiều kinh nghiệm, những lời góp ý của chị Lan Khuê cũng giúp ích cho các thí sinh rất là nhiều. Sau đó bước ra, tạo dáng bên xe, nhẹ nhàng, đổi xe lại, cười tươi thôi. Trong xe mình đã rất là gấp gáp rồi, thở hổn hển rồi. Mình bước ra mình cần thời gian để tĩnh tâm lại. Bởi vì khi mà mình bước trong xe, bước ra ánh sáng đèn flash nhấp tới các bạn rất dễ bị hoang mang cũng như là dễ bị mất tập trung. Trước đây thì mình chưa bao giờ đi dự sự kiện hay là bước trên một tấm thảm đỏ nào cả. Lúc mà chị Lan Khuê thị phạm thì mình phải quan sát rất là nhiều. Lan Khuê hy vọng rằng có thể được nhìn thấy các bạn thể hiện tố chất của một ngôi sao. Cố lên nhé. Bước sau với bước trước nó phải đều nhau á. Thì đi sẽ không có vấp. Bấu chặt cái mũi chân xuống sàn. Bên cạnh cái việc nhón chân thì để giữ cho cái nhịp điệu được đều thì lực phải dồn vào cái nhón chân, và để làm được điều đó thì đầu gối sẽ co cao để có thể có những cái bước chân mạnh xuống sàn. Dồn cái lực xuống mũi chân là sẽ bấu được sàn. Đi cẩn thận thì sẽ bị trượt chân, lỡ trượt chân thôi thì sẽ đi đời luôn. Wow. Em phải tạo mấy cái dáng nhìn mạnh lên nha, ví dụ đúng rồi, đúng, thẳng lưng lên, mở vai ra. Rồi, xuống luôn, xuống luôn. Đúng rồi, đúng, thể thao là đúng rồi. Ngọc Ngân có một hình thể khá là to, cho nên tốt nhất là Ngọc Ngân nửa ngồi, nửa quỳ. Thì như thế có thể khỏa lấp đi được cái cơ thể của mình. Nghiêng đi, góc nghiêng đi, góc nghiêng đi. Nắm tay thì nắm giật lên chứ đừng kéo xuống, giật lên. Đúng, cái tạo dáng này em vậy nè. Em nghe vậy nè, đúng rồi, nhìn nó đẹp hơn, đúng rồi. Rồi, đứng lên đi. Duyên nghĩ là hôm nay Ngân thể hiện rất là tốt. Nhờ chị Khuê cho nên là Ngân cũng khá là tự tin và vượt qua cái phần thi của mình. Nếu chị có thể làm được thì các em cũng phải làm được. Bước ra phía trước. Nhớ hả? Chân là cái quan trọng nhất. Nhìn về thẳng về phía trước. Tư thế đẹp nhất khi mà treo dây trên không trung đó chính là hai chân mình phải chân co, chân duỗi. Ống kính thế nào cũng là ống kính thẳng, cho nên cái tư thế của mình nghiêng hơi xiên thế đẹp. Em thử nghiêng ra sau qua. Đúng rồi, chính xác, giơ chân lên. Bảo Ngọc thì linh hoạt hơn một chút. Khi mà em đẩy người ra thì cái phần xương chậu này nè, phải đưa lên. Nhưng mà nhớ ống kính ở đâu thì phải hướng người theo cái đó nha. Lan Khuê vẫn thường hay nói với Bảo Ngọc rằng cái mà Bảo Ngọc đang thiếu đó chính là cảm xúc trên gương mặt. Phải cảm nhận một chân co, chân duỗi và một chân phải thật thẳng. Chân hồi lại phải co lên. Cảm giác như em đang trôi, đang bay vậy. Và bây giờ các bạn có muốn huấn luyện viên của chúng ta sẽ đứng ra thị phạm không ạ? Xin mời Lan Khuê. Đúng là chị Lan Khuê chị tạo được rất là nhiều dáng ở trong cái thời gian đó, nhưng mà Ly không có chắc là lên hình thì tất cả đều sẽ đẹp. Khuê làm khá tốt và Hà khá ấn tượng với Khuê. Chị rất là chuyên nghiệp. Đứng trước hàng triệu khán giả, đứng trước rất là nhiều những người trong nghề, đứng trước tất cả các bạn thí sinh, nói thì có thể hay nhưng mà khi thực hành thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và một like cho Lan Khuê.